Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo từ bi. Nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình, kể từ đây vào nhà Như Lai tiếng tu tám nghiệp tình thánh, mai sau trở về lời lạc cho thế nhân.